Đây là căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng nên là hai vợ chồng cũng dồn nhiều công sức và tâm huyết lắm. Nói chung là cũng nhận được nhiều lời chào mời với nhiều báo giá khác nhau nên là cũng rất là băn khoăn không biết là lựa chọn bên nào. Nhưng mà cuối cùng thì ba mẹ gợi ý cho là bên Đức Dương. Vì ngày xưa cách đây 10 năm hồi ba mẹ chuyển về nhà mới, ba mẹ cũng đã thi công bên Đức Dương rồi nên là hai vợ chồng cũng đầu tiên là cứ nghe thử theo ý ba mẹ, tại vì tin vào cái độ kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ bên Đức Dương. Ấn tượng đầu tiên khi mà đến tìm hiểu ở công ty là rất là ấn tượng với lại đội ngũ nhân viên, từ từ ban đầu là từ các bạn sale, các bạn bạn thiết kế đấy, cũng như là và cuối cùng là đến cả bác thợ cả cũng hài lòng cơ. Các bạn làm việc và tư vấn cho khách hàng rất là nhiệt tình và luôn mang đến những cái nào là phù hợp nhất cho khách hàng. Thời gian hồi hộp chờ đợi và cuối cùng khi mà sẵn lắp đặt xong hết các thứ thì mình cảm thấy là rất là hài lòng, tại vì rõ ràng là từ ý tưởng thiết kế lên 3D cho đến lúc hoàn thiện căn nhà thì không khác nhau là mấy đấy. Và đặc biệt là đồ đóng bằng gỗ ốc chó thì mình cũng đi ra xem nhiều nơi thi công đồ gỗ ốc chó thì thấy là đồ gỗ ốc chó bên Đức Dương rất là tỉ mỉ tinh tế đến từng đường nét nhỏ. Rất may mắn vì đã chọn bên Đức Dương, các bạn